Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cập nhật cái vườn mặn. Mặn An Phước nha các bạn. Cho các bạn tham khảo. Thì đây là cái vườn mặn tại khu du lịch sinh thái Tiên Định. Hiện tại đang ra trái rất là sai nha các bạn. Cây nào cũng rất là nhiều trái. Thì cái đợt bông này là cái đợt bông thứ 3. Ra liên tục luôn nha các bạn. Đợt đầu thì ra trái cũng vừa thôi, đợt sau thì nó ra trái liên tục luôn. Đợt sau thì cái trái nó cũng nhiều lắm nha các bạn. Và cái đợt này là đợt thứ 3 rồi nhưng mà trái của nó rất là sai trái. Cây nào cũng có trái có hoa hết nha bạn. Đây, cây này thì đang bông rất là nhiều. Vừa bông vừa trái có đầy đủ nha các bạn. Để mình quay sơ bộ cho các bạn xem. Thì cây nào cũng đều có bông có trái hết. Có một số cây thì nó sắp chín rồi nha các bạn. Mùa này mùa mưa rồi, cho đó chúng ta phải chổi. Mặn mình còn nhỏ thì cái gốc của nó còn yếu nha các bạn. Cái thân của nó cũng còn nhỏ, do đó chúng ta phải chống chổi lên. Sau khi cây khoảng được 2 năm đến 3 năm thì chúng ta mới ít chổi. Thì trong cái lúc này là chúng ta phải chổi lại hết. Cây quằn trái luôn nè các bạn. Mặn này mình không có dùng phân hóa học cho nó rất là ngọt nha các bạn. Trái chưa chín mà ăn đã ngon. Trái quằn cây hết các bạn. Thì chúng ta đến du lịch sinh thái Tiên Định thì chúng ta có thể hái trái cây ăn tại vườn nha. Hiện tại mặn đang vào mùa. Vụ này là vụ thứ 3, lứa thứ 3. Tức là khi mà nó có ra đợt bông thì nó ăn hết cái đợt trái đó rồi nó sẽ ra tiếp đợt bông kế tiếp liên tiếp luôn nha các bạn. Ăn cái đợt trái thứ 2 và tiếp tục nó ra bông liên tục luôn tới cái đợt trái thứ 3. Đợt này là đợt trái thứ 3 rồi đó các bạn. Nhưng mà trái còn rất là nhiều. Có một số trái thì sắp chín và một số thì nó bắt đầu đậu quả. Thì sau cái đợt này thì chúng ta sẽ dập phân vào để nuôi cây lại. Cây mặn này cũng lâu rồi mình chưa bỏ phân. Nhưng mà nó nuôi trái quá trái rồi các bạn ơi. Đây. Mặn này trái phát mên. Chúng ta để nhiều trái quá thành ra trái nó không được to nha các bạn. Chúng ta phải tỉa bớt thì trái nó mới to. Nhưng mà quan trọng là chúng ta cho khách tham quan hái thì chúng ta tốt nhất là để trái cây sạch nha. Chủ yếu là bón phân hữu cơ. Ở gốc nào cũng đều có trái hết nha các bạn. Gốc nào cũng đều có bông có trái hết. Quằn cây luôn. Có một số cây thì nó ra cái đợt thứ 3 này thì trái nó cũng lưa thưa. Còn có một số cây thì trái quằn nhánh luôn nha các bạn. Bông quằn cây luôn. Do đó chúng ta đi hầu như là lúc nào cũng đều có thấy bông và trái hết. Đây, bông rất là nhiều. Chúng ta đi vào dịp này thì chúng ta sẽ có trái chín. Còn trễ hơn chút thì những cái lứa này nó sẽ tắn lên. Quá trời nhiều trái luôn rồi các bạn ơi. Đây,
trái chuẩn bị chín hết rồi. Chắc là có cái độ ngọt rồi, do đó kiến quá kiến rồi các bạn. Mặn này mình không có sử dụng phân hóa học, do đó cái độ chắc của thịt nó rất là giòn nha các bạn. Cái trái của nó rất là giòn, ngọt. Và cái thịt nó dẻ, không có xốp, không có nước nhiều như là những cái mặn bán ngoài đường nha các bạn. Nước vừa phải thôi, nhưng mà ăn nó ngon, nó ngọt. Quá trái rồi các bạn. Cây nào cũng xum xuê hết. Chúng ta thử một lần đến trải nghiệm nha các bạn. Trải nghiệm vườn mặn tại du lịch sinh thái Tiên Định. Hiện tại thì nó đang cho trái rất là nhiều, cây nào cũng đều cho trái hết. Và có một số lứa thì đã chuẩn bị chín. Một số lứa thì còn nhỏ, thì nó sẽ luân phiên liên tục cho chúng ta khi chúng ta đến tham quan. Thì đều có trái hết nha các bạn. Trái nhỏ như thế này chưa chín là cái độ đỏ của nó chưa có nè các bạn. Mà ăn đã có ngọt rồi nha các bạn. Quá dễ trái luôn. Góc nào cũng đều có trái hết nha các bạn. Đây. Hai hàng. Bên dắt bên đây cũng trái cũng chín, quá chín luôn các bạn. Này vừa hái mặn vừa ngắm cảnh luôn nha các bạn. Vườn mặn sạch tại du lịch sinh thái Tiên Định nha các bạn. Khi mà chúng ta trồng mặn thì nó nhanh, rất là nhanh thu hoạch. Đây cây này còn giữ nữa, trái còn giữ nữa nè các bạn. Quá nhiều luôn rồi các bạn. Cây mặn này chưa được 2 năm nha các bạn. Chưa được 2 năm rồi cho trái như thế này nè. Từ gốc tới ngọn luôn nha, một chùm rất là nhiều trái. Nếu mà người ta trồng kinh tế thì người ta sẽ lãi bỏ. Một chùm thì người ta sẽ giữ lại 3 trái. Đây. Chùm như thế này người ta giữ lại 2 cho đến 3 trái là cùng nha các bạn. 2 trái thôi. Người ta sẽ bỏ. Còn mình để tự nhiên. Thì trái nó không có to. Đây, cái này thì trong khoảng một tuần nữa là sẽ thu hoạch được hết rồi nha các bạn. Chúng ta tranh thủ check in vườn mặn nha các bạn. Vườn mặn. Ở du lịch sinh thái Tiên Định thì có nhiều cái vườn lắm, nhiều loại cây ăn trái. Hiện tại thì mặn đang cho trái và một số loại nữa, nhưng mà một số loại kia thì chưa có thu hoạch được. Do đó mình chưa có quay clip cho các bạn xem nha. Mặn thì chuẩn bị thu hoạch. Còn rất là nhiều cây có trái nữa nha các bạn. Thôi mình tạm dừng video tại đây. Các bạn nhớ xem, chia sẻ cho các bạn khác cùng biết để cùng đến tham quan cái khu du lịch sinh thái Tiên Định nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.